Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo về việc không vào khu đất thực hiện dự án xây dựng cụm trường học công lập phường 6 quận Tân Bình. Thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận Tân Bình, căn cứ nghị quyết số 21 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư công các dự án xây dựng 3 trường học và 1 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu đất công trường công cộng phường 6 quận Tân Bình. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm trường học đặc trưng quốc gia tại khu đất công trường công cộng phường 6. Do đó, Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình yêu cầu người dân không vào khu đất thực hiện dự án, đồng thời đề nghị các hộ dân có quyền và lợi ích liên quan đến khu đất công trình công cộng đến Ủy ban nhân dân phường 6 để cung cấp thông tin, kê khai pháp lý và đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ. Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình thông báo về đề nghị nhân dân chấp hành. Chủ tịch Nguyễn Thành Long đã ký. Đi thăm đất thôi mà đi đâu phải đi theo vậy? Đúng 2 tháng. Kỷ niệm 2 tháng. Kỷ niệm 2 tháng mất đất mất nhà. Sống. Ủa sao mà còn sống, nguồn sống mà còn sống nữa hay không? Mà chết rồi. 2 tháng nhà nước có cung cấp gì đâu. Kỷ niệm 2 năm rồi, 2 tháng rồi. Mất đất, mất nhà rồi, nhớ quá, điên rồi. Nhà nước chưa ra giải quyết. Nhà nước không ra giải quyết cho chúng tôi. Kỷ niệm 2 tháng mà nhà nước chưa ra giải quyết cho dân. Yêu cầu nhà nước ra giải quyết để người dân có nguồn sống. Kỷ niệm 2 có nhà để ở, có cơm để ăn, để nuôi con cái. Nhà không có cửa thì không đấy. Dạ vừa đi qua đây giờ cái điện thoại chứ gì? Con áo hồng nè. Đất của dân mà cứ làm gì? Đây ngày mai thì ngày hôm nay đã tròn 2 tháng. Bà con vườn rau Lộc Hưng chúng con chỉ trải qua 2 ngày mà những căn nhà của vườn rau chúng con bị biến mất. Chúng con rất đau lòng, chúng con thấy mất mát rất nhiều bởi vì những tài sản mà ông bà chúng con để lại mấy chục năm qua mà trong 2 ngày chúng con không còn ở trên cái mảnh đất của cha mẹ ông bà chúng con. Chúng con đau lòng, như xưa con mẹ đã bị đánh đòn, quân Herole đánh con mẹ, tưởng chừng con mẹ không trải qua được. Và con mẹ thốt lên rằng, nếu có thể được, xin chi chấp chân đắng của con. Nhưng một theo ý cha, đừng theo ý con. Này mẹ Maria, xin mẹ ban cho vườn rau chúng con, thêm sức mạnh cho vườn rau chúng con, để anh chị em vườn rau chúng con vững mạnh. Và thốt lên rằng, một theo ý cha, đừng theo ý con. Và con tin chắc rằng mẹ sẽ là ngôi sao sáng dẫn lối chỉ đường chúng con đi. Và chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ tìm thấy công lý và sự thật. Nhờ lời mẹ Maria chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời hát hôm nay Lộc Hưng là tiếng kêu oan thở than. Lạy Chúa xin nghe lòng Chúa so thương ban bình an cho chúng con. Lời hát hôm nay Lộc Hưng là tiếng kêu oan thở than. Lạy Chúa xin nghe lòng Chúa so thương ban bình an cho chúng con. Lời hát Lộc Hưng là tiếng kêu oan thở than. Lạy Chúa xin nghe lòng Chúa xót thương.